Quốc ca. Ô anh Tiến có đấy, bảo anh Tiến. Cái quốc ca thì do dưng chống một cái là các bạn hạ tay xuống tờ vẫn chào bình thường, nhưng tất cả các bạn đội viên chúng ta bỏ tay xuống được chưa ạ? Và cái hô quốc ca thì chúng ta bắt đầu hát to để cho chúng đệm người ta đánh được chưa ạ? Chúng ta giơ tay lên lại nào. Đang chào. Quốc ca. Dừng. Bên dưới không hát chúng ta sẽ tập đến tối đấy ạ. Làm lại. Yeah. Cào to lên. Quốc ca. Hát to. Tổ nào không hát, các em chỉ theo dõi tôi trừ điểm luôn từ bây giờ ạ. Sơn tía to lên. Thành nhà chuột này. Dừng lại nha, không ổn rồi ạ. Hơi bé. Không phải ạ, không quên. Có lúc xuống một mộng đấy. Bé không đẹp. Có quay chỗ ngược dài. Chúng ta hát lại. Yeah. To lên. Hát to lên nhá, thì chúng ta mới nghe được nhá, chúng ta mới làm được. Chúng ta không hát to hay là một nửa nhanh một nửa chậm, nó không hay làm được đâu. Quốc ca. Quân quân Việt Nam đi.